Nóng, Biển Đông dậy sóng, Mỹ tăng tốc kiềm chế Trung Quốc trên nhiều mặt trận nhằm ứng phó với các hành động hung hăng và quyết đoán của Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ đã tổ chức cuộc diễu hành, duyệt binh, phô diễn sức mạnh quân sự trong bối cảnh nóng như chảo lửa tại biên giới Himalaya. Cùng lúc, chiến đấu cơ Nga-Trung liên tục dồn ép Nhật Bản tới mức kỷ lục. Ở một diễn biến khác, trước sự đối đầu giữa Nga và các nước phương Tây ngày càng leo thang, Mỹ muốn nhờ Trung Quốc giúp giải quyết vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, giới chuyên gia nghi ngờ về khả năng cái gật đầu của Trung Quốc. Cụ thể ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế chiều ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Biển Đông, Mỹ tăng tốc kiềm chế Trung Quốc trên nhiều mặt trận. Đầu tháng 1, tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đã kết hợp với nhóm tác chiến đổ bộ SS tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 5 ngày tại khu vực Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra sớm hơn 2 tuần so với năm 2021, cho thấy Lầu Năm Góc ngày càng nóng lòng muốn thách thức những hành động quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Không ít lãnh đạo châu Á từng lo ngại rằng Mỹ có thể nhẹ tay hơn với Trung Quốc sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm. Thế nhưng tình hình đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Sau một năm lên nắm quyền, chính quyền Tổng thống Biden đã thể hiện sự tiếp nối chính sách của cựu Tổng thống Trump, theo đó đa phần theo đuổi chính sách cứng rắn của chính quyền tiền nhiệm đối với Trung Quốc. Nếu có điều gì khác biệt thì đó chính là ông Joe Biden đã trực tiếp giám sát và chỉ đạo một chiến lược tập hợp đồng minh mạnh mẽ hơn để ứng phó với việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán ở Biển Đông. Dữ liệu mới nhất cho thấy Mỹ đã triển khai nhiều tàu hơn đến Biển Đông trong năm 2021 và thể hiện rõ ràng sự ủng hộ đối với các đồng minh trong khu vực. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra những vụ va chạm và xung đột bất ngờ như những sự cố khó đoán định. Không chỉ đối trọng với Trung Quốc trên thực địa, gần đây Washington cũng đẩy nhanh cuộc chiến pháp lý với Bắc Kinh. Trong một cuộc họp báo ngày 24 tháng 1 vừa qua, các quan chức Mỹ nói về lý do công bố báo cáo mới nhất và thảo luận về chính sách của Mỹ liên quan đến các yêu sách ở Biển Đông. Bà Avis, Phó trợ lý Ngoại trưởng về Đại dương, Môi trường, các vấn đề về khoa học, nói: "Nghiên cứu này là cơ sở rất quan trọng mà bạn bè và đồng minh có thể rút ra để phản đối các yêu sách. Chúng tôi hy vọng đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của các quốc gia theo thông lệ quốc tế nhằm đẩy lùi các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của chính phủ Trung Quốc." Bà Avis nói thêm về các yêu sách của Bắc Kinh đưa ra và những hoạt động xây dựng, cải tạo đảo đá để hỗ trợ các yêu sách đó. "Chúng tôi chắc chắn không chấp nhận chuyện đã rồi." Trong cùng cuộc họp báo, đề nghị đến sự ra đời của các báo cáo mới nhất, trợ lý cố vấn pháp lý Robert Harris thuộc Văn phòng Cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát biểu. Sau vụ kiện Philippines, Trung Quốc năm 2016 làm rõ việc nước này có yêu sách về quyền lịch sử và đưa ra lý thuyết mới lạ rằng các nước có thể vẽ đường cơ sở quanh các nhóm đảo ở Biển Đông. Vì Trung Quốc đã tái khẳng định các yêu sách đó, phân tích năm 2014 của chúng tôi không còn hoàn chỉnh. Do đó, chúng tôi đã cố gắng hiểu rõ nhất có thể yêu sách mới của Trung Quốc và đánh giá yêu sách đó để phục vụ cho các luật pháp quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, qua việc công bố nghiên cứu mới nhất, Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân theo luật pháp quốc tế, ngừng các hoạt động ép buộc và phi pháp ở Biển Đông. Ấn Độ duyệt binh, phô diễn sức mạnh quân sự. Hôm 26 tháng 1, Ấn Độ đã tổ chức cuộc diễu hành duyệt binh nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cộng hòa Đại lộ Chapath, thủ đô New Delhi. Sự kiện trên đã phô diễn sức mạnh quân sự và những nét văn hóa, truyền thống đa dạng của quốc gia Nam Á này. Do các hạn chế mùa dịch, buổi lễ không có sự tham gia của các lãnh đạo nước ngoài. Tổng thống Ấn Độ Kovind và Thủ tướng Modi đã tham gia buổi lễ. Trước đó, ông Modi đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia như lời tri ân đến những người lính đã ngã xuống. Ấn Độ giành được độc lập từ sự cai trị của Anh vào ngày 15 tháng 8 năm 1947, nhưng phải đến ngày 26 tháng 1 năm 1950, quốc gia này mới tuyên bố trở thành một quốc gia cộng hòa có chủ quyền với việc thông qua hiến pháp. Chiến đấu cơ Nga-Trung liên thủ dồn ép Nhật Bản tới mức kỷ lục. Lực lượng phòng không Nhật Bản cho biết họ đã điều động số lượng máy bay kỷ lục để ngăn chặn chiến đấu cơ nước ngoài áp sát không phận từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái. Đa số đều liên quan đến máy bay Trung Quốc và Nga xung quanh quần đảo Okinawa. Theo số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng, các tiêm kích ISDF đã can thiệp ngăn chặn 785 chuyến bay vào tháng 9 cuối năm 2021. Đây là mức cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 5 năm, cao hơn cả tổng số máy bay Nga-Trung áp sát Nhật Bản trong 2 năm tài khóa 2020-2021. Giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Bunka cho rằng,
các chuyến bay xâm phạm tăng lên, chứng minh sự uy hiếp to lớn của Nga và Trung Quốc ở miền Tây Nam Nhật Bản trong khoảng 10 năm trở lại đây, giữa bối cảnh căng thẳng âm ỉ giữa Bắc Kinh và Tokyo về quần đảo Senkaku, điếu ngư. Trên biển, Trung Quốc đã điều hải cảnh quấy rối. Cùng lúc, máy bay nước này cũng thử lửa Nhật Bản ở xung quanh quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Trong quá khứ, tiêm kích Nhật Bản thường cất cánh từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, ngay khi radar phát hiện tiêm kích Trung Quốc cất từ cơ sở quân sự tỉnh Phúc Kiến. Lực lượng phòng không Nhật cần phải đến Senkaku sớm hơn phía Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Molloy cho hay, hiện nay quân đội Trung Quốc cho máy bay bay lượn vòng thường xuyên ở tất cả bờ biển, khiến cho Nhật không thể giám sát và ứng phó kịp thời tất cả trường hợp. Tình trạng này đã gây kiệt quệ cho máy bay và phi công Nhật. Ngoài ra, chuyên gia nhấn mạnh, thống kê của Bộ Quốc phòng Nhật chỉ bao gồm các máy bay nước ngoài xâm phạm vùng nhận dạng phòng không, còn số lượng máy bay uy hiếp gần đó thì còn lớn hơn nhiều. Mỹ nhờ Trung Quốc giúp giải quyết vấn đề Ukraine. Ngày 27 tháng 1, Mỹ kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của họ với Nga để thúc giục một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Giới chuyên gia nghi ngờ khả năng Bắc Kinh chịu giúp đỡ giải quyết vấn đề. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Phía Bắc Kinh mong muốn các bên giữ bình tĩnh, không thực hiện hành động kích động căng thẳng, khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh cần giảm bớt căng thẳng, đồng thời cảnh báo về những rủi ro an ninh và kinh tế từ bất cứ hành động nào gây hấn của Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết họ đã gửi thông điệp rất rõ ràng đến Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Nga để thúc giục giải pháp ngoại giao, bởi vì nếu xung đột nổ ra ở Ukraine thì cũng là không tốt cho Trung Quốc. Điều này cũng sẽ tác động lớn đến kinh tế toàn cầu cũng như đến lĩnh vực năng lượng. Trên trang Twitter của mình, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân viết rằng khoảng thời gian đình chiến Olympic bắt đầu từ ngày 28 tháng 1. Hãy tận dụng cơ hội này để thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hợp tác và các giá trị chung khác của nhân loại, khiến thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, theo Đại sứ Trương. Giới chuyên gia không tin tưởng Trung Quốc sẵn lòng giúp đỡ. Cựu quan chức ngoại giao Mỹ nhận định, dù không vui vẻ nếu xung đột nổ ra ngay trước thềm Olympic, nhưng Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ chọn bảo vệ lợi ích an ninh chính đáng của Nga thay vì giúp đỡ Ngoại trưởng Blinken. Học giả Glaser thuộc Quỹ Marshall của Đức cũng cho rằng dù không tán thành sử dụng vũ lực, nhưng Trung Quốc nghiêng về Nga hơn NATO. Nếu Mỹ cùng NATO trừng phạt Nga, Trung Quốc sẽ tìm cách làm giảm tác dụng của trừng phạt. Do có cùng quan hệ không tốt với Mỹ, Nga-Trung thời gian qua không ngừng tăng cường quan hệ với nhau. Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị sang Bắc Kinh dự Olympic vào tuần tới. Washington ngày 26 tháng 1 đã gửi phản hồi bằng văn bản đối với loạt yêu cầu đảm bảo an ninh mà Moscow đưa ra. Phía Moscow mới đây nhận xét phản hồi dường như bỏ qua yêu cầu chính của họ. Mặc dù vậy, Nga vẫn sẵn lòng tiếp tục đối thoại. Loạt yêu cầu đảm bảo an ninh được Nga đưa ra vào cuối năm ngoái, trong đó nội dung đáng chú ý là yêu cầu NATO không kết nạp Ukraine cũng như không mở rộng hiện diện sang phía đông châu Âu, giáp Nga. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!